Dạ và đang xin được kính chào toàn thể quý vị quay trở lại cùng với SJ Live On. Kính thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những căn bệnh mà chúng ta nếu như mắc phải sẽ gây ra những biến chứng và kèm theo đó sức khỏe của chúng ta sẽ bị giảm sút nặng nề. Đặc biệt trong đó đó là căn bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Và trong chương trình ngày hôm nay, đây là khung giờ dành cho sức khỏe, vì vậy chúng tôi sẽ cùng giới thiệu với tất cả quý vị một sản phẩm để giúp chúng ta phòng ngừa và điều trị các di chứng của tai biến mạch máu não. Đó chính là sản phẩm Ngưu Hoàng Thanh Tâm với một mức giá rất hợp lý, và chưa kể đó, kèm theo đó là một món quà tặng cũng rất tốt dành cho sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là các thành viên trong gia đình của chúng ta. Và thưa quý vị, khung giờ dành cho sức khỏe và sản phẩm ngày hôm nay được giới thiệu trên SCJ trong khung giờ này quý vị đang xem với mức giá vô cùng ưu đãi. Giá chính hãng là 1.800.000 đồng, nhưng ngày hôm nay quý vị mua sắm chỉ với mức giá là 1.699.000 đồng mà thôi, mà còn có kèm theo quà tặng cũng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Đó là một hộp trà sâm mật ong để chúng ta hỗ trợ trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho mình và các thành viên trong gia đình mình, thưa quý vị. Một sản phẩm dành cho sức khỏe ngày hôm nay chúng tôi đang cùng giới thiệu quý vị đó chính là sản phẩm Ngưu Hoàng Thanh Tâm. Như quý vị cũng cùng được biết thì Ngưu Hoàng là một trong những vị thuốc đông y rất quý giá, và trong đông y, sản phẩm thuốc này được sử dụng để giúp cho chúng ta tăng cường thêm sức khỏe và kèm theo đó là giảm đi những triệu chứng của tai biến mạch máu não. Như chúng ta đã cùng được biết là não là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của mỗi một người, là một bộ phận chứa rất nhiều neuron thần kinh tiếp nhận được thông tin để giúp chúng ta có được những vận động, những hành động khác nhau. Và nếu như não của chúng ta có vấn đề bị tắc mạch máu não hoặc thậm chí nặng hơn đó là vỡ mạch máu não thì chắc chắn sẽ xảy ra những di chứng nặng nề hơn. Một hộp Ngưu Hoàng Thanh Tâm chúng tôi đang dùng giới thiệu với tất cả quý vị trong một chiếc hộp màu đỏ và màu vàng kết hợp với nhau rất sang trọng như thế này, bao gồm có 10 viên khác nhau được bọc ở phía bên trong một bọc ni lông rất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kèm theo đó là chúng ta cũng có thể chia ra để có thể sử dụng rất nhiều lần, và cũng như là có thể mang đi tặng, đi biếu dành cho những người thân yêu của mình. Một sản phẩm mà chúng tôi đang chắc chắn rằng sẽ cùng mang lại cho tất cả quý vị thêm sức khỏe và thêm những sự lựa chọn nhiều hơn nữa. Ở phía bên trong mỗi một lọ nhỏ như thế này chúng ta có một viên nhỏ màu vàng, và phía bên trong đó mỗi một viên như thế này mỗi khi chúng ta sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Quý vị có thể bỏ ra nhai ngậm trực tiếp, hoặc nếu như là những bệnh nhân đang bị các di chứng của tai biến, chúng ta có thể bỏ vào phía bên trong nước nóng pha đều, sau đó chúng ta có thể bón dành cho người bệnh uống. Như vậy cũng sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được sức khỏe, và chưa kể đó chúng ta cũng có thể là sử dụng một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Mỗi một ngày chúng ta có thể sử dụng một viên Ngưu Hoàng Thanh Tâm bằng cách là bỏ ra nhai hoặc ngậm, hoặc là chúng ta có thể pha loãng thành nước để dùng thay cho trà. Như vậy chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này đều đặn hàng ngày để giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe, chưa kể đó lưu thông máu huyết được tốt hơn. Mỗi một bệnh nhân khi mà mắc cái di chứng của tai biến mạch máu não cũng sẽ có thêm những biện pháp để giúp chúng ta tăng cường sức khỏe và điều trị những tai biến của mạch máu não của chúng ta một cách tốt nhất. Thưa quý vị, sản phẩm ngày hôm nay chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình của mình với mức giá cực kỳ ưu đãi, chúng tôi nhấn mạnh lại là chỉ có trong chương trình này quý vị đang xem trên SCJ mà thôi, 1.699.000 đồng cho một hộp Ngưu Hoàng Thanh Tâm 10 viên kèm theo quà tặng của chương trình ngày hôm nay nha quý vị. Quà tặng của chúng ta là gì ạ? Quà tặng là một hộp trà sâm mật ong 580g trị giá là 350.000 đồng trên thị trường lận. Vậy là ngày hôm nay với một cuộc gọi trên SCJ, một quý vị đã có thể mang về hai sản phẩm để hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình mình. Và không chỉ là những người lớn tuổi ở trong gia đình đâu nha quý vị, mà bây giờ ngay cả những người trẻ nữa, với cái cường độ công việc làm việc cao nè, stress nhiều nè, rồi ăn uống không điều độ nữa. Một cơ hội không thể bỏ qua dành cho sức khỏe của mình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ngưu Hoàng Thanh Tâm phù hợp với những người sau tai biến mạch máu não, người có nguy cơ tai biến mạch máu não, người có tuần hoàn máu kém, nghẽn mạch máu hoặc hội chứng mạch vành. Và đặc biệt là với các sản phẩm này của chúng tôi đang cùng giới thiệu quý vị là chúng tôi khuyến cáo không sử dụng dành cho những người đã bị huyết áp thấp, hoặc là phụ nữ đang có thai, hoặc là dành cho phụ nữ đang cho con bú. Và nếu như quý vị có mong muốn sử dụng thì hãy liên hệ với bác sĩ để có được những tư vấn tốt nhất. Chúng tôi đang cùng giới thiệu với quý vị sản phẩm Ngưu Hoàng Thanh Tâm, một sản phẩm rất tốt dành cho sức khỏe với mức giá trên SJ ngày hôm nay chỉ có 1.699.000 đồng mà thôi. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số tổng đài quen thuộc 1900 8055. Chúng tôi sẽ cùng giao hàng trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và đặc biệt quý vị nhận hàng xong rồi chúng ta hãy thanh toán sau, và hãy cùng kiểm tra được những lô hàng của chúng tôi là có hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất, và chắc chắn rằng đây là những sản phẩm tốt nhất dành cho sức khỏe của chúng ta. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, một sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình mình quả là một cái vấn đề mà chúng ta đang rất đáng được quan tâm, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay hãy đầu tư cùng với SCJ để mang về sản phẩm chất lượng như thế này nhé. Và đến đây thì thời lượng đã hết. Trương Giang và Đan Trình mến chào quý vị.